Thưa quý vị, đây là anh Văn Thành. Ngọc Hưng và anh đã gặp nhau trong các show trước và Ngọc Hưng rất là ngạc nhiên gặp anh hôm nay. Anh làm gì hôm nay ở đây ạ? Dạ thưa, tôi đang gặp gặp lại Ngọc Hưng tại đây. Tôi đảm trách chương trình phổ nhạc. Vậy hả anh? Vậy thì anh cho Ngọc Hưng biết cảm xúc của anh trong chương trình này được không ạ? Dạ thưa chị Ngọc Hưng, thưa quý khán thính giả của đài hôm nay tôi rất là hân hạnh được nhận một cái trách nhiệm về công tác cùng với lại anh Toàn, anh Tâm. Thì chương trình quen nó nữa này thì tôi nhiệm vụ tôi là viết ra hai tiểu phẩm để mà kết hợp với lại cái chương trình kỷ niệm 40 năm. Anh Văn Thành, thì qua làn sóng của đài Global TV 51.5, anh có muốn gửi gắm điều gì cho đến khán giả không ạ? Dạ, thưa chị Ngọc Hân, sẵn dịp đây tôi cũng xin gửi lời đến khán thính giả, các quý vị, cô bác, anh chị đã từng yêu mến cái tên Văn Thành này. Thì sẵn đây thì tôi cũng tiện đây tôi cũng gửi lời mời các anh trong đã từng phục vụ trong quân đội trước năm 75. Chắc lẽ các anh cũng còn nhớ lại những cái kỷ niệm các anh đã từng trải qua trước năm 75. Theo các thành thì các thành cảm thấy cái chương trình mùa hè đó lửa này nó rất là đầy ý nghĩa, nó rất là có ý nghĩa. Bởi vì thế nên các thành rất là hân hạnh, rất là hân hạnh mà cộng tác chung với là anh Toàn cái chương trình này. Mặc dù là Văn Thành từ nào giờ chưa bao giờ viết những cái tiểu phẩm mà chưa từng cộng tác cho những người mà phải nói là chuyên nghiệp như anh Thanh Toàn, nhưng mà thật ra thì cái động thái và động lực để mà cho thúc đẩy cho mình làm hai cái tiểu phẩm của cái chương trình của Hẹo Lửa này là do anh Thanh Toàn làm cho mình có tinh thần, nhưng là như vậy phần nữa là mình thấy cái chuyện mình có quá nghĩa. Bởi vì thành ra những tác phẩm mà tôi viết chung với anh Thanh Toàn hôm nay thì toàn là những câu chuyện có thật không. Rất mong là những các khán giả Tây Ninh tiếp ứng biên thành quà giờ này anh ở đâu giặc tan trên đất hạ lan. Chương trình này cũng là một chương trình đầu tay của chúng ta trường, mà cũng là những cái tiểu phẩm đầu tay của Văn Thành. Thành rất mong quý vị ủng hộ và hãy xem thử coi cái sự mà hình dung lại những cái khoảnh khắc mà cách đây 40 năm như thế nào. Tôi cũng rất mong là sẽ làm cho quý khán thính giả đồng hương và các anh chiến sĩ Việt Nam em cảm ơn anh Văn Thành rất là nhiều và chúc cho đêm diễn của mình thành công rực rỡ. Vì giờ rồi nó mới về quê, bữa nay nó được nghỉ phép. Vì sợ gặp cô cho nên nó giống như trước. Nó có nhờ tôi nói lại với cô, bảo cô lặn lội lên tìm. Nó nói rằng từ lâu chỉ đổ với cô, thật ra thì nhà nó nghèo sát. Dù cho anh Sơn không quyền cao chức trọng, nhưng em vẫn yêu Sơn bằng cả tâm chân tình. Chị chào em. Em cho chị biết tên cũng như quý vị khán giả biết tên của em và em đang làm gì ở đây được không? Dạ, chào chị Ngọc Hân. Xin chào khán giả của đài truyền hình Lobo TV 51.5. Em tên là Nhã Trúc và hôm nay em đến với chương trình Nhật Trường Entertainment với một đóng góp, đó là em là một diễn viên vừa hát trong chương trình này. Thì em đảm nhận một chương trình, đó là hát ca cổ và trích đoạn. Nhà Trúc cho chị biết cảm xúc của em trong chương trình này như thế nào được không?
Dạ, cảm xúc trong chương trình này thì nói chung là cả chương trình, tất cả diễn viên ngày hôm nay đến với diễn cái chương trình 40 năm mùa hè đỏ lửa thì ai cũng rất là hăng say luyện tập và mong rằng là chương trình được thành công. Cho nên sẵn đây thì Nhã Trúc xin mời quý vị khán giả xem đài đến và ủng hộ cho chương trình 40 năm mùa hè đỏ lửa. Cảm ơn Trúc rất là nhiều, chúc em thành công. Không quên vỗ cánh đại bàng, giờ này anh ở đâu? Thủy quân lúc chiến kiêu hùng, giờ này anh ở đâu? Vượt đường xa. Chị chào em có thể cho chị biết tên của em và chức vụ của em ở đây được không? Dạ, chào chị Ngọc Hân, chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Tên của em là Ngọc Thi, em là một trong những người host của chương trình. Chị cảm ơn Ngọc Thi. Ngọc Thi có thể cho chị biết và với quý vị khán giả biết là chương trình của mình sẽ diễn ra như thế nào không em? Thì chương trình 40 năm mùa hè đỏ lửa là một chương trình ca nhạc tạp kỹ, là một chương trình khá dài, sẽ bắt đầu đúng vào lúc 6:30 chiều vào ngày mùng 5 tháng 8, là hôm đó là ngày Chủ nhật tại Ocean Palace. Và chương trình sẽ kéo dài tới 10:30. Và sau cái chương trình này sẽ còn có dạ vũ. Và chương trình này là một đêm ca nhạc tạp kỹ, nó bao gồm có cả tân nhạc, cổ nhạc, và sau đó là có chương trình dạ vũ. Và cái số vé là vé 40 đồng, vé 60 và vé VIP. Và cái giá tiền này là bao gồm cả thức ăn nữa. Và chị cảm ơn em. Có thể cho quý vị khán giả biết là vé hiện đang bán ở đâu không em? Vé thì hiện tại đang bán ở trung tâm nhà trường và gồm có ở các đại lý của trung tâm như là ở Phương My Video, rồi ở Direct Appliance and Furniture ở chợ Hưng Đông 1, ở Anh Nhân Trần, rồi Trần Thiện Thanh Trúc và ca sĩ Kim Phượng là những người đang nhận vé. Và một điều nữa là hiện tại bây giờ thì số vé là vé 40 là vé đặc biệt dành cho các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì hiện tại bây giờ đã hết rồi, và vé VIP cũng đã bán hết và chỉ còn lại một ít vé 60 đồng. Và nếu mà quý vị nào mà thương mến dòng nhạc của bác Trần Thiện Thanh là ca sĩ Nhật Trường và muốn tới coi cái chương trình 40 năm mùa hè đỏ lửa là một cái đêm mà nhắc lại những cái chiến thắng rất là vang dội của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và được dàn dựng rất là công phu, thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy nhanh tay lên, tại vì số vé rất là có hạn, cho nên chỉ còn lại một ít vé 60 thôi. Kính thưa quý vị, là xin nhắc lại cho toàn thể quý vị một lần nữa là chương trình 40 năm mùa hè đỏ lửa sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 6:30 vào ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 8 tại Ocean Ballad và bắt đầu vào 6:30. Và chương trình này rất là dài, sẽ kéo dài tới 10:30 tối, và sau 10:30 thì sẽ còn có chương trình dạ vũ. Và xin mời quý vị chúng ta cố gắng sắp xếp thời gian và tới đúng giờ, tới sớm để chúng ta có thể coi được trọn vẹn cái chương trình. Và xin cảm ơn tất cả quý vị. Chị cảm ơn Thi rất là nhiều và chúc cho chương trình thành công rực rỡ. Ngọc Hân mong là quý vị sẽ đến với chương trình Mùa Hè Đỏ Lửa vào ngày 5 tháng 8 tại Ocean Palace để ủng hộ cho trung tâm Nhật Trường với phần dạ tiệc và thưởng thức ca nhạc. Tôi thường đi đó đây, buồn đen in dấu dày, lửa thù nó đôi mắt chân nghe là. Anh Toàn ơi, anh Toàn có thể cho Ngọc Hân biết là trung tâm của mình chỉ chuyên hát về nhạc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh thôi hay là của các nhạc sĩ nào nữa? Tôi nói là đây là một cái câu hỏi khá là thú vị, là tại vì là Nhật Trường Entertainment. Thứ với lại Ngọc Hân cũng với lại quý khán giả của Global TV là trung tâm băng nhạc Asia, không phải là hát rạch nhạc của Trần Tuyết Thiên và Trúc Hồ. Cho nên là Nhật Trường Entertainment chúng tôi thực hiện và hát tất cả những cái bài nhạc. Tuy nhiên, có một sự ưu ái và trân trọng cho những cái người nhạc sĩ từ năm 1975 và đóng góp cho cái nền anh nhạc hải ngoại. Đó là một trong những cái tiêu chuẩn hàng đầu của Nhật Trường Entertainment. Giờ đây, anh ở đâu? Giờ mình hãy làm sao?
Ngọc Hân chào chị Kim Phượng. Ngọc Hân đã thấy chị ở trên chương trình talk show ở trên Global TV. Thì Ngọc Hân muốn nhân đây chị cho Ngọc Hân và khán giả biết thêm là nhiệm vụ của chị trong Entertainment Nhật Trường. Ôi, xin chào Ngọc Hân và xin kính chào quý vị khán giả của đài Global 51.5. Thì hôm nay thì quý vị cũng thấy là gương mặt của Kim Phượng cũng khá quen thuộc trên cái đài Global. Bữa nay thì lại gặp Ngọc Hân bắt cóc lên đây để mà muốn điều tra xét hỏi thêm nữa về cái chương trình 40 năm mùa hè đỏ lửa của Trung tâm Nhật Trường. Thì chắc có lẽ quý vị cũng đã biết rồi, qua những cái talk show vừa rồi thì Kim Phượng cũng đã nói Kim Phượng có được tham gia một bài hát cũng khá là quan trọng, một bài hát rất là hay của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Kim Phượng đã gửi gắm hết tất cả cái trái tim của mình trong cái bài hát này và cảm thấy nó rất là hồi hộp, rất là khó khăn đối với mình. Từ hồi nào giờ Kim Phượng tập rất là nhiều bài hát mà cũng chưa có thấy mà hồi hộp như thế này. Là vì thứ nhất là Thanh Toàn đã phối âm lại cho Kim Phượng rất là đặc biệt và rất là trùng hợp, rất là đi sâu vào một cái hoạt cảnh trong cái bài hát này. Cho nên cái hoạt cảnh này rất là xúc động. Chỉ nghe nói về cái tập dượt những cái chương trình này không là Kim Phượng thấy rất là xúc động trong ca khúc này. Kim Phượng cũng hy vọng rằng mình sẽ thành công trong bài hát này để không phụ lòng trước tiên là của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, thứ nhì là sự dặn dựng của con trai của ca sĩ Nhật Trường, đó là Thanh Toàn, và cũng không phụ lòng quý vị đang mong đợi cái chương trình này. Ngoài ra Kim Phượng cũng còn có bổn phận là bán vé cho Thanh Toàn, cho nên hôm nay cũng hơi vất vả. Ước mong là quý vị hãy book vé nhanh lên để đến thưởng thức cái chương trình hấp dẫn này. Và hôm nay thì vừa đi làm về là phải thay đồ để chuẩn bị lên để tập dượt với lại các anh chị em ráo riết, để vì cũng còn có một tuần nữa thôi là đến ngày biểu diễn rồi, cho nên vừa tập dượt đây vừa chuẩn bị để đi về trở về Maxim hát, cho nên cũng hơi vất vả nhưng mà rất là vui. Ngọc Hân xin cảm ơn chị Phượng rất là nhiều và Ngọc Hân chúc chị thành công và cũng như là trung tâm thành công rực rỡ trong đêm đó. Cảm ơn chị rất nhiều.